Một vụ cháy khinh khí cầu đã xảy ra tại khu du lịch Teotihuacan, cách thủ đô Mexico City của Mexico 50 km về phía đông bắc, khiến cho 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Khinh khí cầu này đưa một gia đình gồm 3 thành viên cùng 2 nhân viên điều khiển lên đến độ cao khoảng 30-40 m thì đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khoang ghế ngồi được làm bằng vật liệu mây che đan. Nhân viên điều khiển đã thả dây cứu hộ từ khinh khí cầu xuống đất để hành khách đu xuống thoát thân. Thế nhưng 3 hành khách đã nhảy thẳng xuống đất do ngọn lửa bùng cháy quá dữ dội. 2 hành khách là vợ chồng đã thiệt mạng ngay sau khi tiếp đất. Con gái của họ đã tử vong trong bệnh viện và 2 người điều khiển khinh khí cầu thì bị thương. Theo cảnh sát, dù bị bỏng khá nặng nhưng một trong 2 người điều khiển khinh khí cầu đã bỏ trốn ngay sau khi tiếp đất để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.